Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chưa năm nào lồng đèn truyền thống lại thu hút khách như năm nay. Những hàng làm đèn đến đâu hết đến đó, cung không đủ cầu. Và mặc dù đã rất cận kề với ngày trăng đẹp nhất trong năm, thế nhưng nhiều làng nghề vẫn rất tất bật để hoàn tất những đơn hàng cuối cùng. Làng lồng đèn giấy Phú Bình là một nơi như vậy. Có lẽ đây là nơi duy nhất ở thành phố Hồ Chí Minh còn lưu giữ được những nét dân tộc qua những chiếc lồng đèn truyền thống. Thức khuya, dậy sớm, thậm chí có hôm không ngủ. Suốt 2 tháng nay, cả gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Loan lúc nào cũng tất bật như thế này. Bởi hàng làm ra đến đâu, hết đến đó. Dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung Thu, nhưng chị Loan còn đến hàng chục đơn hàng phải giao. Theo nghề của gia đình gần 20 năm nay, chưa khi nào chị thấy đèn lồng truyền thống lại hút khách như năm nay. Đắt từ đầu mùa đến cuối mùa, đắt cả gần 2 tháng nay rồi. Giao đến 15 lực mà. Ví dụ như những cái khách mà người ta năn nỉ quá, mình mới nhận là 15 được thì làm, còn không được thì thôi. Mình thức đêm á, đêm làm được việc hơn. Ngày thì khách ra, khách vô, mình không có làm được nhiều hết. Mệt trong mệt nhưng mà vui, vẫn cứ vui. Từ đầu mùa đến giờ, đại lý của bà Tươi đã bán đi hơn 60.000 chiếc đèn lồng giấy kiếng. Các sản phẩm cỡ nhỏ và trung hiện đã không còn hàng để bán. Dù nhiều nơi gọi điện đặt nhưng bà đành hẹn đến mùa sau, bởi lẽ trong quán giờ chỉ còn lác đác vài chiếc. Năm nay sôi động hơn nhiều, hàng mà cung không đủ cầu. Nhiều đơn hàng tới cái ngày 13 mình còn lấy hàng nữa, mình không lấy chứ mình làm thì cũng vui mà vừa làm vừa vui vừa mệt. Thấy khách hàng nhiều quá mình không đáp ứng nổi cho họ, mình cũng thấy tội nghiệp cho khách hàng. Thì có mình có đó bây giờ qua năm mà có muốn đặt hàng phải đặt hàng sớm. Phong phú, đa dạng và bắt mắt là những gì mà người mua cảm nhận về đèn lồng truyền thống. Dù giá cả có cao hơn đôi chút so với các loại khác, nhưng quan trọng nhất chính là họ muốn con mình được cảm nhận về một nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Chúng chọn lồng đèn truyền thống, tại vì nó mang màu sắc bản sắc dân tộc nhiều hơn, nói lên được cái truyền thống là lồng đèn của dân tộc Việt Nam mình. Một sự khẳng định dân tộc, một cái nét riêng. Những năm trước thực ra đi ra mua lồng đèn truyền thống rất chi là khó, và khó để có một cái ưng ý. Một vài năm trở lại đây thì cái xu hướng lồng đèn truyền thống cũng nhiều hơn và mọi người làm cũng tinh tế hơn, sắc nét hơn và nó bền hơn. Đúng là đã rất lâu rồi, sự phấn khởi mới hiện rõ trên khuôn mặt của những người dân nơi đây. Hàng làm ra bán được đã là một sự thành công, nhưng có lẽ mỹ mãn hơn cả chính là những giá trị dân tộc, cái hồn mộc mạc của những làng nghề như Phú Bình cuối cùng cũng đã được hồi sinh.